cầu đăng ký tri an toàn. Nam mô Tát Sa. Mới là cái pháp mà
Đức Phật khai khai mở, Đức Phật giảng dạy. Bởi vì là cái sự hiểu biết ở đời thì nó có ba cái mức độ hiểu biết. Đó là cái mức độ hiểu biết thì gọi là tưởng chi, một cái mức độ hiểu biết được gọi là thức chi, và một cái mức độ hiểu biết được gọi là tuệ chi. Tưởng chi thì nó khác, thức chi thì nó khác, mà tuệ chi thì nó khác. Thì thường thường là những cái sự hiểu biết ở trên đời thì thường thường mình hay gọi là tưởng, tưởng chi. Thì cái đầu tiên ấy, thì cái tưởng chi là một cái sự hiểu biết nông cạn, chỉ thấy được cái hình tướng ở bên ngoài. Thường thường ở sống ở trên thế gian thì người ta hay sống với cái tưởng chi này nhiều. Ví dụ như là khi mình thấy một cái nhà mà chỉ biết đây là cái nhà đẹp xấu, hoặc là thấy một cái xe thì mình chỉ biết ở đây là cái xe đẹp hay xấu, thấy một con người mình biết đây là người đẹp người xấu. Thì cái những cái mà mình thấy bằng cái hình tướng ở bên ngoài đấy thì được gọi là tưởng chi. Thì tưởng chi thì đôi khi có những cái bên ngoài nó giống nhau nhưng mà bên trong nó khác nhau. Thì mình cái người mà cứ nhìn bằng cái sự tưởng chi đấy thì mình sẽ không biết được cái bên trong, mình không biết được cái sự thật ở bên trong, mà chỉ biết được cái vỏ ở bên ngoài. Cái vỏ thì giống nhau nhưng mà cái cốt lõi nó khác nhau, nhưng mà mình tưởng nó giống nhau. Ví dụ như là bây giờ mình đang đi mà mình có những cái người, người ta làm những cái bù nhì người ta để ngoài cánh đồng để cho những cái con chim con chuột đấy nó tưởng đấy là người, thì nó nhìn thấy cái bù nhì mà nó tưởng là người đó, thì đấy nó là tưởng chi. Thì mình cũng có rất là nhiều cái cách nhìn nhận cũng vậy. Mình cái thế giới này chúng sinh thì sống bằng cái tưởng chi, rất là đại đa số là sống bằng cái tưởng chi. Và cái tưởng chi là nó hay bị sai lầm như vậy. Nhưng bây giờ có một cái người người nam mà người ta ăn mặc giống như người nữ, người ta đi ra đường mình tưởng đấy là người nữ, thì đấy nó cũng thuộc về tưởng chi. Thì trong những cái tưởng chi thì nó có những cái tưởng, bà đã nói đến tưởng chi thì nó là một cái sự hiểu biết rất là nông cạn, một cái sự hiểu biết đại đa số là sai lầm, một cái sự hiểu biết nó không đúng. Vậy cái sự khác nhau giữa tưởng chi với thức chi thì nó sẽ khác hơn. Một cái người thức chi thì có cái sự thức tỉnh hơn một chút, một cái sự là sự hiểu biết ở phạm vi rộng lớn hơn tưởng chi nhưng không sâu sắc. Ở thức chi thì nó cũng hiểu biết nó rộng lớn nhưng nó không sâu sắc bằng tuệ chi. Ví dụ như là khi thấy một cái nhà thì cái người mà có học thức thì người ta sẽ biết được cái nhà này là được xây dựng bằng cái vật liệu gì, nó được kết cấu ra làm sao, nó tồn tại được bao nhiêu năm, nó được xây dựng những cái độ bền, độ chắc, độ vững, độ an toàn của nó, thì người ta biết được. Đấy là cái người có trí thức thì biết được cái sự thức chi. Khi thấy cái xe họ biết được về cái kỹ thuật máy móc kết cấu bên trong, cách sử dụng nó, thì đấy nó là thức, có trí thức, có học thức. Khi thấy một con người thì họ biết cả về ngoại hình, về tính cách, về năng lực của cái người đó. Như vậy là một người đấy được gọi là người có trí thức. Thì đấy là một cái sự hiểu biết cao hơn, một sự hiểu biết cao hơn là tưởng chi. Còn những người có tưởng chi thì không có cái sự hiểu biết sâu xa như vậy. Đấy, mà cái người có tưởng chi thì họ chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài thôi. Nhìn thấy cái gì đẹp thì họ biết là đẹp, cái gì mà cái vẻ bề ngoài nó xấu thì họ nghĩ là xấu. Cho nên là cái người tưởng chi là một cái người có cái trí tuệ rất là thấp. Rồi những cái người mà có cái không được không có cái sự học vấn thì là hay sống bằng cái sự tưởng chi như vậy. Còn có những cái người mà người ta học nhiều hiểu rộng thì người ta có cái trí thức cao hơn, thì người ta có cái sự hiểu biết cao hơn thì được gọi là thức chi. Nhưng mà bây giờ một cái người mà tưởng chi thì người ta thấy cái đẹp người ta cũng thích, một cái người mà thức chi thì thấy cái đẹp có thích không? Thấy cái đẹp cũng thích. Tức là cái tâm lý của cái người có tưởng chi và một cái người có thức chi thì là vẫn chưa vượt qua được
vẫn chưa vượt qua được chính cái những cái phiền não, chưa vượt qua được những cái sự những cái sự chi phối của cái yêu và cái ghét, của cái sự hấp dẫn của những cái ngoại cảnh hay là cái sự chán ghét của cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là cái người tưởng chi thì sẽ sống chìm đắm trong cái si mê, cái vô minh. Và cái người thức chi, mặc dù mình biết nhưng mà mình cũng không chiến thắng được cái phiền não, những cái sự chi phối của cái tham sân si. Khi mà gặp ngoại cảnh thì cái người mà ngu si cũng khởi lên cái tâm dao động, mà cái người trí thức cũng khởi lên tâm dao động. Nhưng mà cái người trí thức thì người ta lại ở cái mức độ vi tế hơn, có cái sự kiềm chế hơn vì cái sự hiểu biết, nhưng mà nó vẫn chưa đạt được đến cái sự tuyệt đối. Còn cái mức độ là của cái người tuệ chi thì lại khác hẳn hai cái người là tưởng chi và thức chi. Cái người tuệ chi thì là hiểu biết sâu sắc và thấu đáo nhất, đó là cái sự thấy biết các cái sự thật tuyệt đối hay là sự thấy biết các cái pháp chân đế tối hậu. Đối với cái người tuệ chi là vậy. Và đây là cái pháp tuệ chi mà trong cái pháp hành thiền là để phát triển cái trí tuệ, để phát triển cái trí tuệ để mà hiểu thấu đáo các cái chân, các cái pháp chân đế, các cái sự thật, các cái sự thật tối hậu. Ví dụ như là khi thấy một cái nhà thì họ tuệ chi được bản chất sự thật tột cùng của cái nhà ấy là tứ đại đất nước nửa nhỏ, chứ họ không có nhìn vào cái khía cạnh là nó tốt hay nó đẹp, hay là cũng không có nhìn vào cái khía cạnh là cái kỹ thuật hay là những cái vật liệu, những cái chất liệu gì ở trong đó. Bởi vì tất cả mọi cái vật chất thì nó cũng có cái nguồn gốc chung là từ tứ đại mà thôi, đất nước lửa gió mà thôi. Vậy thì cái người có tuệ chi thì thấy đến cái gốc rễ, đến cái chân lý tột cùng, đến cái sự thật tối hậu của tất cả sự vật. Người thì không có bận tâm nó biến hình biến tướng, nó từ cái tứ đại nó biến hình biến tướng thành cái này cái kia, nhưng mà nguồn gốc của nó là tứ đại. Từ cái tứ đại nó biến hiện ra, nó pha tạp với nhau, để nó chế tạo với nhau, nó nhào nhuyện với nhau, rồi nó được nặn ra thành cái hình dáng này, nó được trơn vẽ thành cái hình dáng khác, nhưng mà cuối cùng khi mục nát thì nó sẽ trở về cái cội gốc của nó, đó là tứ đại. Thì cái đẹp nó cũng thế mà cái xấu nó không thế. Thì cái người có tuệ chi là nhìn vào cái cội gốc của nó, và không có nhìn vào những cái giả tạm của nó. Cho nên là ở cái mức độ gọi là tuệ chi là cái trí tuệ sâu sắc nhất, và chỉ có cái sự thực hành được cái pháp thiền quán thì mới khai mở được cái trí tuệ này, thì mới phát triển được cái trí tuệ này. Khi mà bản chất của sắc thì nó không ngừng biến đổi sinh diệt, vì vậy cho nên là cái người có trí tuệ thì thấy được cái sự biến diệt của nó, thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự giả tạm, thấy được cái sự không bền chắc của nó. Khi thấy cái xe hay tất cả những cái gì thuộc về vật chất thì cũng đều như vậy, tất cả những cái gì đã thuộc về vật chất đều là tứ đại, cái sự thật tối hậu của nó đều giống nhau. Cho nên là cái người có tuệ chi thì không thì thoát ra khỏi được cái sự dính mắc đối với lại cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Đấy, thì không có bị dính mắc đối với cái cảnh trần, dù nó có đẹp bao nhiêu hay nó có xấu bao nhiêu nó cũng như nhau. Cuối cùng cái gì nó cũng chỉ là tứ đại thôi. Cho nên là những người có tuệ chi là một cái trí tuệ sâu sắc nhất. Khi thấy con người thì họ tuệ chi về các cái mặt vật chất của người ấy, đó là tứ đại hay là các cái loại sắc pháp, và tuệ chi về mặt tư tưởng của người ấy, đó là các loại tâm thức hay là danh pháp. Thì cái tuệ chi là nó sẽ thấy được như thấy được sắc pháp và thấy được cái danh pháp của cái người đấy, thì bản chất của danh và sắc cũng biến đổi không ngừng. Vì vậy thì cái người có tuệ chi thì mới có thể giải thoát ra được
khỏi cái sự trói buộc đối với ngoại cảnh. Thì tưởng chi, thì cái trí tuệ ở đời là tưởng chi, thì giống như là một cái con nít mà nó xem phim. Con nít mà nó xem phim hoạt hình, bây giờ cho nó xem phim thì nó sẽ tưởng là thật, tưởng những cái hình ảnh trong phim đấy là thật, nó thấy một cái người biết bay, nó tưởng là người ta biết bay thật. Nó thấy bất cứ một cái cảnh gì, nó những cái con vật nó biết nói, nó cũng tưởng là những cái con nó biết nói thật. Và cái con nít nó mà xem phim thì nó ngạc nhiên, nó tưởng đó là sự thật, nó tưởng là những cái điều đó nó như thật. Còn cái người thức chi, được cái người lớn ấy, xem phim hoạt hình thì họ biết đó chỉ là những cái hình giả, đó chỉ là những cái hình giả, nhưng họ vẫn thích xem, biết là giả nhưng vẫn thích. Cái cảnh vui thì vẫn vui, cái cảnh buồn thì vẫn buồn. Còn đối với một cái người tuệ chi thì giống như một người đạo diễn, họ hiểu biết cả kẽ cái sự giả tạo ở trong đó, nên là cái người có tuệ chi thì thản nhiên trước tất cả những cái cảnh đó, những cái cảnh ở trong phim, dù họ có xem hay không xem thì cái tâm nó cũng thản nhiên đấy. Họ biết được đây là sự giả tạo, đây là cái trò lừa bịp, đây là cái không thật. Thì là cái đấy là cái của cái người có tuệ chi, cho nên là họ không thấy cái cảnh vui họ chả vui, thấy cái cảnh mà nó nặng họ chả thích, thấy cái cảnh buồn ở trong đấy họ cũng chẳng buồn theo. Thì cái người có tuệ chi là thì mới có được cái sự tự chủ đối với cái tâm thức của mình. Còn cái người tưởng chi thì không làm chủ được, mà người thức chi cũng không làm chủ được, biết nhưng mà vẫn cái thức chi là mặc dù biết nhưng mà vẫn không vượt qua được cái sự cám dỗ của cái ngoại cảnh, cái sự chi phối, cái sự tác động của cái ngoại cảnh. Thì cái cuộc đời nó cũng như thế. Thì ở trong cái cuộc đời này nó cũng giống như là một cái bộ phim như vậy. Những cái người mà sống bằng cái tưởng chi thì cứ nghĩ mọi thứ là thật, nên bị vô minh tham ái chấp thủ đối với đời, tạo cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện và chìm đắm trong sinh tử. Đối với cái người ở đời thì người ta nghĩ cái gì cũng là thật, không người ta cứ hay bị chấp trước vào những cái chuyện vui, chuyện buồn. Một cái câu nói của người khác, người ta khen một cái là thích, ơi là thích mấy ngày không cứ cười thúc khích, cứ tưởng là người ta khen thật. Hay là bị người ta chê một câu là buồn phiền này, là giận dỗi, thì cái đấy là cũng cứ tưởng là người ta chê thật. Đấy là cái người mà sống bằng tưởng chi là cứ suốt ngày là bị cái ngoại cảnh, bị cái ngoại cảnh nó tác động như vậy. Thế là nhìn thấy một cái cảnh gì đó, thấy người ta khen đẹp là mình cũng tưởng là đẹp thật, thấy người ta chê chấu cũng tưởng là xấu thật. Rồi người ta cứ nói cái này tốt lắm mình tưởng là tốt thật, người ta nói là cái này xấu mình tưởng là xấu thật. Thì cái người tưởng chi sống ở đời là như thế. Cho nên là cái pháp tưởng chi là cái pháp mà nó cũng thuộc về những cái pháp chế định ở thế gian. Người ta chế định, người ta quy định cho cái này, quy định ra cái kia. Và cái người tưởng chi là cứ sống theo những cái quy định của thế gian như vậy. Người ta rồi là sống theo những cái phong tục, sống theo những cái tục lệ ở thế gian, rồi là cứ cho rằng những thứ đó là có thật. Thế ví dụ như người tưởng chi mà người ta mà cúng ông bà tổ tiên thì người ta cứ nghĩ là ông bà tổ tiên là đang ăn ở trên ấy. Tôi nghĩ là có những người chết rồi là người ta còn linh hồn thật. Thế nên đấy là cái sự tưởng chi, thì là cứ hay sống với cái ảo tưởng thì nhiều hơn. Cái người mà sống bằng thức chi thì dẫu biết cuộc đời là không thật, thức chi thì họ rõ hiểu nhiều, biết rằng là cái cuộc đời này có sinh thì có già, có bệnh, có chết, có cái sống mà làm cái việc thiện thì được cái phước báo, làm việc cái bất thiện thì chịu khổ, chịu những cái quả báo khổ đau. Cái cục sạc.
Nhưng mà cái người, mặc dù người thức chi được học như vậy nhưng vẫn không làm chủ được tâm. Được học biết là như vậy, ví dụ cái người mà trí thức mà được học Đức Phật dạy là như thế, cuộc đời là giả, mình biết là như thế nhưng lại không thấy được cái giả đấy. Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, mình biết là cuộc đời là vô thường, mình tin là như vậy nhưng lại không thấy được cái sự vô thường đấy. Chính vì cái sự không thấy được cho nên không làm chủ được cái tâm của mình, cứ bị cái tâm nó vẫn cứ dẫn dắt, vẫn cứ bị nó chi phối theo. Thì cái người có thức chi là thế, mặc dù là mình có hiểu biết nhưng mà vẫn không có làm chủ được cái tâm của mình. Thì chỉ có những người sống bằng tuệ chi, quan sát được sự, thấy được cái sự thật, thì lúc đấy mới giải thoát ra khỏi cái sự giả tạm ở đời. Thì cái thấy ra được cái sự thật của cuộc đời là giả tạm rồi thì mới thật sự nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ tất cả những cái vô minh tham ái chấp thủ, thì mới có thể giải thoát được khổ đau. Thì cái người mà sống bằng cái tưởng chi ở trên đời ấy, thì mình nhìn thấy tất cả cái vạn vật ở trước mắt mình và mình chấp trước vào những cái vạn vật đấy, chấp trước vào tất cả những cái cảnh trần. Mình thấy và cái tâm thức của cái người đấy, mình chỉ có cái khái niệm là cái cảnh này nó đẹp hay là nó không đẹp. Cho nên là cái người tưởng chi thì hay bị tà kiến. Người mà sống tưởng chi là hay bị mê tín, thấy người khác nói sao mà mình tin là vậy. Và cái người tưởng chi thì không có phân biệt được phải trái, đúng sai và tốt xấu, cho nên là hay bị gọi là cái đúng mà mình lại tưởng là sai, cái giả mà mình lại tưởng là thật. Cho nên là mới gọi là ở đời được gọi là điên đạo tưởng. Những cái tưởng ở thế gian được gọi là cái tưởng điên đạo. Ví dụ như là tất cả mọi thứ nó ở trên đời này, nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn biến đổi không ngừng. Nhưng mà mình lại cứ tưởng, mình cứ nghĩ là nó sẽ tồn tại mãi. Ví dụ chỉ đơn giản là trong cái thân của mình thôi. Rất là ít khi mà mình nghĩ đến cái chết của chính mình. Mình cứ tưởng là mình sẽ, trong cái tưởng của mình ấy, là nó có một cái niềm tin giống như là mình sẽ còn sống còn lâu lắm. Thường thường là người ta hay tin như vậy, người ta hay có cái tưởng như vậy, mình sẽ còn sống lâu lắm. Cho nên là cái người có tưởng chi là hay có nhiều cái ước mơ, hay có nhiều cái dự định, hay có nhiều cái tham vọng, hay có nhiều cái mưu cầu, hay có nhiều cái tính toán, hay thường thường là mình có cái tham vọng nhiều. Thì cái người mà càng có cái tưởng nhiều thì cái tham vọng càng nhiều. Thì đấy là mình tưởng, do mình sống với tưởng chi, mình cái vô thường mà mình lại tưởng nó là thường. Thì tất cả mọi thứ đến cái cuộc sống của mình nó vô thường giả tạo, nhưng mà mình không thấy được cái vô thường đấy, cho nên là mình chỉ thấy được cái mà nó đang tồn tại. Cái cuộc đời nó khổ nhưng mà mình lại không có nhìn thấy cái khổ. Nhưng mà bây giờ mình cứ hay tạo ra những cái trò vui để mình che nấp đi những cái khổ, cái buồn phiền, khổ não. Rồi là cái thân thể của mình chẳng hạn, nó rất là bất tịnh nhưng mà mình lại cứ hay che đậy nó bằng những cái tịnh ở bên ngoài. Rồi là mình phải dùng những cái cách mình trang điểm này, ánh phấn này, bôi son, mặc quần áo đẹp, nhưng để cho người ta nhìn thấy, người ta tưởng là mình đẹp, nhưng mà thật sự ra bên trong ấy thì nó toàn là phân, nào là nước tiểu, nào là giỏi, nào là bọ, nào là những cái thứ hôi tanh, cái bẩn thỉu nó lại ở bên trong đấy. Thế mà mình lại không có phơi bày cái đấy ra cho người ta thấy, thế mà mình lại cứ cố gắng che đậy những cái đấy đi, mình phơi bày những cái không thật này. Vậy thì ở đời này mình đang sống với cái sự giả,
mình đang sống với cái sự giả tạo, mình không có sống thật. Sống thật đấy thì cái sự sống ở đời và sống bằng cái tưởng chi là như vậy, luôn luôn phải cố gắng che đậy những cái tính gì mà xấu của mình là mình phải che lấp đi. Mình luôn luôn là lúc nào mà nói về mình là tôi là người tốt lắm, tôi là cái người có những cái gì mà tốt đẹp hay ho là mình phải khoe ra, còn có những cái gì xấu xa là phải giấu giếm cho thật kỹ. Thì là cứ sống bằng cái ảo tưởng như vậy, không sống bằng cái tâm thật của chính mình. Thì cái sự tưởng chi là như vậy, tưởng chi là cái tịnh thì cứ tưởng nó là cái bất tịnh, thì cứ tưởng nó là tịnh. Cái vô thường thì cứ tưởng nó là thường, cái khổ thì cứ tưởng nó là vui. Cứ chạy theo những cái giả tạo ở trên cuộc đời, mình lại cho rằng nó là vui. Còn những cái chân thật thì mình lại không có chạy theo, không có biết, không có nắm bắt. Thì cái người có thức chi mặc dù được học, mình mặc dù mình có biết, nhưng mà mình vẫn không thoát khỏi, vẫn thích sống bằng cái tưởng chi. Trong cái thức chi nó cũng chưa đủ cái sự giác ngộ, dù mình có được học, được biết hết, nhưng mà mình vẫn không có diệt trừ được hết những cái phiền não. Cho nên là cần phải phát triển đến một cái mức đó là tuệ chi. Làm sao để thấy được các cái sự thật, làm sao để thấy được cái sự vô thường ở trên cái tất cả cái vạn vật này. Thân tâm là làm sao để thấy được cái khổ, làm sao để thấy được cái bất tịnh, cái vô ngã, thấy được các cái pháp như nó thật sự là. Chỉ cần thấy đúng cái bản chất của nó thì cái đấy là tuệ chi. Thấy đúng cái bản chất, cái sự thật tột cùng của nó thì đấy là tuệ chi. Thì cái thiền tuệ là thế, thiền tuệ là để phát triển cái trí tuệ như vậy, cái trí tuệ để thấy được các pháp, để thấy được sự thật của các pháp, thấy được nó, hiểu được nó, tuệ chi được nó rồi thì mới tỉnh ngộ ra, thì mới giác ngộ ra. Tỉnh ngộ ra rồi thì mới buông bỏ được nó. Thì cái tính chất của tuệ, tính chất của tuệ là tuệ nó có cái đặc tính là hiểu sâu sắc các cái sự vật. Tuệ, cái đặc tính của tuệ là thế. Tuệ nó có thể không cần phải hiểu nhiều, không cần phải hiểu rộng, nhưng mà nó cần cái sự hiểu sâu. Hiểu tuệ là thế, tuệ là phải hiểu sâu sắc, nó có thể đi sâu vào bản chất của các sự vật. Tuệ có cái nhiệm vụ là từ bỏ cái sự si mê. Cái nhiệm vụ của tuệ là vậy. Tuệ nó giống như là mặt trời, và si mê thì nó giống như là bóng tối. Thì mặt trời, cái ánh sáng của tuệ thì nó phải có cái chức năng, có cái nhiệm vụ đó là nó diệt trừ cái bóng tối đấy, nó chuyển hóa từ cái bóng tối đấy thành ánh sáng. Thì cái trí tuệ là vậy, nó diệt trừ cái si mê. Si mê là hiểu sai, còn trí tuệ là hiểu đúng. Vậy cái người mà bản chất của chúng sinh đang sống với sự si mê, đang sống với những cái sự ảo tưởng, đang sống với những cái điên đảo tưởng, những cái tưởng sai lầm, thì bây giờ phát triển trí tuệ để trở về với cái sự hiểu biết đúng, với cái sự cái trí tuệ là thế, với cái sự mà thấy được các cái sự thật, thì đấy là tuệ. Tuệ được thể hiện là một cái sự không có ngu si. Cái thể hiện của tuệ là nó không có cái sự hiểu sai, không có cái tà kiến, và tuệ có cái nhân gần là định. Cái tuệ này nó khác với cái tuệ ở thế gian. Cái tuệ ở thế gian thì người ta không cần phải định tâm, người ta sống ở trong cảnh động, người ta vẫn có thể học được, học ở trong cái môi trường sôi động, người ta vẫn học được, vẫn tiếp thu được, vẫn hiểu biết được. Nhưng mà cái tuệ mà do cái tuệ để mà tuệ chi, để mà hiểu sâu sắc được sự vật này, thì nó phải được đặt trên cái nền tảng căn bản
có cái nền tảng căn bản của định để hỗ trợ. Vì vậy cho nên là bao giờ cái pháp thực hành cũng phải thực hành thiền định trước, sau đó mới thực hành đến thiền tuệ sau. Phải phát triển được cái tâm có định, nhờ cái tâm có định đấy thì mới có thể đi sâu vào các cái pháp, thì mới có thể hiểu được các cái pháp. Thì đối với các cái pháp hữu vi là phải thế, cho nên là tuệ cần phải có cái định làm nền tảng. Cho nên là phải thực hành thiền định rồi, đắc được thiền định rồi thì chuyển sang thực hành thiền tuệ. Thì lúc đấy có cái sự hỗ trợ của thiền định, cho nên là cái trí tuệ nó sẽ mở mang, nó sẽ thấy, nó sẽ hiểu, nó sẽ tuệ chi được sự thật một cách dễ dàng. Tuệ thì nó cũng được chia ra làm ba loại tuệ, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì văn là do nghe nhiều, học rõ, tích lũy các cái kiến thức thì nó là văn tuệ. Thì cái pháp văn tuệ này nó cũng là thời thế gian. Tư tuệ là tư duy, suy luận, do phân tích mà đánh giá mà phát triển ra trí tuệ. Còn tu tuệ là tuệ do thực hành thiền, dựa trên nền tảng của tâm có định, thấy các pháp chân đệ như nó thực sự là. Thế thì các cái bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật, sau này gọi là thanh văn. Đấy là những cái bậc A-la-hán cũng được gọi là thanh văn. Văn là làm thật, còn lại các bậc đấy nghe nhiều. Cái bậc thanh văn là những cái người nghe pháp và giác ngộ được giáo pháp. Thì cũng có những người nghe pháp mà vẫn có thể giác ngộ được. Có những người tư duy như lý tác ý và tư duy thì cũng có thể giác ngộ được. Và cũng có những người cần phải tu một cách tuần tự, cần phải tu tập một cách tuần tự, một cách có thứ lớp, một cách từ thấp đến cao để đi đến cái sự giác ngộ. Thì ba cái tuệ này nhưng mà cũng có người thì nghe pháp nhưng mà chỉ là để tích lũy các cái kiến thức, chỉ phát triển được cái trí tuệ nó thuộc về thức chi mà nó không phát triển ra được cái trí tuệ gọi là tuệ chi. Có người tư duy thì nó cũng phát triển ra được cái trí tuệ thuộc về trí thức nhưng mà nó không phát triển được cái trí tuệ về giác ngộ. Nhưng mà tu tuệ một cách tuần tự thì dần dần sẽ đạt được đến những cái trí tuệ mà hiểu biết được các sự thật. Thì cái sự thực hành thiền tuệ dựa trên nền tảng của tâm có định để thấy các pháp chân đệ như nó thực sự là, đó cần có cái sự tu tuệ, thì cần có cái sự tu tập về tuệ. Đấy vậy, cho nên là cái pháp tu tập về thiền tuệ này là cái pháp này sẽ đạt, sẽ dần dần đi đến cái sự giác ngộ. Tuệ mà nó khởi lên liên hệ đến dục giới thì đó là tuệ hữu hạnh, mà tuệ khởi lên liên hệ đến sắc giới là tuệ vô, là tuệ đại hành. Còn tuệ khởi lên liên hệ đến niết bàn là tuệ vô lượng. Có ba cái loại tuệ. Tuệ có giới hạn, đó là những cái tuệ thuộc về cái dục giới, mình hiểu biết những sự thật. Tuệ đại hành là khi mà một cái người mà có các cái tâm thiền sắc giới, trong cái thiền nó cũng có tuệ. Và cái tuệ khởi lên liên hệ đến niết bàn là tuệ vô lượng. Nên cái pháp vô vi là đối tượng của một cái người đã thành tựu được trí tuệ, thì lúc đấy nó gọi là tuệ vô lượng, là tuệ nó vượt qua khỏi các cái thế gian, gọi là tuệ suốt thế gian. Và cái người thực hành thiền tuệ thì sẽ trải qua 16 tầng thiền tuệ, cần phải tuần tự tu tập từng các cái tầng thiền tuệ. Thiền sinh trải qua 16 tầng thiền tuệ này thì mới đạt được cái trí tuệ viên mãn. Thì ở mỗi một cái mức độ cái trí tuệ tu tập ở cái mức độ thấp thì nó có một cái sự giác ngộ ở mức độ thấp, tu tập ở một cái mức độ cao hơn thì nó sẽ đạt được cái sự giác ngộ cao. Và khi nào đạt được đến cái trí tuệ thứ 16, trải qua cả 16 tầng thiền tuệ này thì cái trí tuệ lúc đấy nó mới thật sự là viên mãn, nó mới thật sự là thành tựu, hay nó mới thật sự là thể nhập được với trí tuệ. Còn cái tuệ đầu tiên là phải phân biệt được danh và sắc, thì hay là cái tuệ này tức là phải thấy rõ được các pháp chân đế.
các cái sự thật tột cùng của các pháp nó thuộc về vật chất và tinh thần, gọi là danh và sắc. Thì cả hai cái này nó có ở trong cái cơ thể con người. Với cái người mà thực hành thiền tuệ, mình chỉ đi sâu và mình phân tích chính cái bản thân của mình. Cái người thực hành thiền tuệ này không cần phải đi tìm hiểu ở trên cung, trên mặt trăng mặt trời, hay là phải đi phân tích các cái vật chất ở bên ngoài trước, mà cái người đó chỉ cần phân tích hiểu hết ra được cái bản chất ở trong thân tâm mình, là lúc đấy sẽ hiểu ra được tất cả vũ trụ này. Hiểu được chính mình là sẽ hiểu được tất cả trong mình, là có đầy đủ hết. Các cái sắc gì ở bên ngoài nó có thì trong thân mình nó không có. Các cái danh pháp gì, các cái tâm thức gì ở bên ngoài có thì bên trong mình nó cũng có. Vậy cái người mà thực hành thiền tuệ không có hướng tâm đến để mà đi nạp thụ các cái kiến thức ở đâu, mà cái người đấy lại quay chính vào bên trong nội thân của mình, và cái vị đó bắt đầu cái quá trình tỉ mỉ đi phân tích từng tí một về cái sắc thân vật chất và những cái yếu tố thuộc về tâm thức tinh thần. Khi nào mà hiểu thấu ra được nó rồi thì sẽ hiểu ra được tất cả các vật khác. Thì là cái thiền tuệ là thế. Thì thường thường là mọi người sống ở cái pháp thế gian là chỉ có đi tìm hiểu, học hỏi, nạp thọ những cái pháp ở bên ngoài và để quên mất cái bên trong mình. Không có hiểu được chính mình. Thì cái ở bên ngoài mình có hiểu chẳng qua nó cũng chỉ gọi là cái tưởng, lầm tưởng thì nhiều hơn. Cái mà hiểu đúng thì ít, mà cái hiểu sai thì nhiều. Vậy thì cái pháp hành thiền tuệ là cái quá trình đi phân tích để mà giác ngộ ra được cái sự thật của cái thân này, được gọi là tuệ phân biệt sắc. Sắc ở đây là những cái hạt sắc, là những cái sắc pháp. Sắc ở đây muốn nói về những cái vật chất ở trên thân mình, nó có bốn cái đại chủng: đất, nước, lửa, gió. Và nương vào bốn cái đại này, đất, nước, lửa, gió này, thì nó có những cái yếu tố khác nó nương trên đấy. Như là đất, nước, lửa, gió thì nó có cái màu của nó, màu của đất, màu của nước, lửa. Nó có mùi, nó có vị, nó có những cái dinh dưỡng ở trong đấy. Rồi nó có cái sự sống hay là nó có cái sự chết ở trong đấy. Nó có những cái đặc tính, có cái tính chất thuộc về nam tính hay nữ tính ở đấy. Hay là mỗi một cái sắc nó ở các căn, thì nó có những cái chức năng, có những cái nhiệm vụ, có cái sự thể hiện, nó có cái nhân để nó phát sinh khởi khác nhau. Thì cái người thực hành thiền tuệ như thế, mình thứ nhất là phải hiểu được các cái đặc tính của tất cả các cái sắc. Ví dụ đất nó có những cái đặc tính gì trên thân thể của mình, ví dụ những cái tính gì nó thuộc về cứng, về thô, về nặng, mềm, bị nhẹ, thì những cái đấy nó thuộc về cái đặc tính của đất. Thì giờ mình tìm trên thân mình nó có cái gì cứng, cái gì thô, cái gì nặng, cái gì mềm, cái gì mịn, cái gì nhẹ. Thì những cái đấy nó thuộc về cái đặc tính. Thì cái người đấy mà dùng cái trí tuệ phân tích ra thì mới hiểu được là cái địa đại ở trên thân mình, cái đặc tính của nước là tan chảy và kết dính, thì dùng cái trí tuệ mình thấy được nó. Cái lửa, cái nhiệt độ ở trên thân mình là nóng lạnh. Cái phong đại là nó có cái tính đẩy, tính nâng đỡ ở đây. Thì hiểu được những cái đấy, phân tích để mà hiểu ra được cái thân này, để là phân tích các cái sắc nó sâu sắc hơn nữa, thì lúc đấy mình sẽ phá vỡ được một cái khối tưởng. Cái bình thường ấy, thì mình nghĩ là cái thân này nó là một khối, nó là một cái khối, nó có hình tướng, nó có hình tướng, hình nam, tướng nữ, tướng già, tướng trẻ, tướng cao, tướng thấp, tướng mập, tướng gầy, tướng thì đủ các cái hình tướng đấy. Thì những cái hình tướng ấy nó đều là do mình thấy bằng cái hình tướng ở bên ngoài, và mình tưởng rằng là nó là như vậy, nhưng sự thật nó chưa chắc nó là như vậy. Mình nhìn cái hình tướng đó như vậy, nhưng cái sự thật đó lại không hẳn đã là như vậy.
thì cái người mà có cái tuệ chi thì nhìn sâu sắc nó vào bên trong hơn. À, mình có thể đi sâu vào bên trong, mình mới khám phá ra được. À, thì ra trông ở bên ngoài nó thế, nhưng bên trong nó khác. À, bên ngoài thì trông nó đẹp lắm, bên ngoài thì thấy nó đẹp, à, nghe âm thanh nó hay, ngửi mùi nó thơm. Nhưng mà vào bên trong rồi thì mới thấy nó xấu xí, vào bên trong rồi mình mới thấy nó thô thiển, vào bên trong mới thấy nó hôi thối. À, nó khác với những cái gì mà mình tưởng ở bên ngoài. Thì là cái tuệ là thế, cái tuệ nó đi sâu vào bên trong. Lúc đầu nó tưởng cái thân này là nó đẹp, và cái thân kia là xấu, nhưng đi sâu vào bên trong thấy nó như nhau. Thế thì nó mới phá vỡ ra được cái khối. Cái tưởng về cái hình dáng thì cái người mà phân biệt được cái sự thật tối cùng của thân rồi thì lúc đấy mình mới thấy được rằng này, à, đẹp nó chỉ gọi là nó chỉ là cái hình tướng bên ngoài, mà đi sâu vào thì chẳng thấy cái đẹp đâu nữa, mà chỉ thấy là đất nước lửa gió mà thôi. Thì cái thân nó như thế thì tự nhiên mình thấy người đẹp người xấu cũng như nhau, người già người trẻ cũng như nhau, người nam người nữ cũng như nhau. Thì lúc đấy mình mới không còn cái sự dính mắc, không còn cái tâm phân biệt, không còn cái tâm yêu ghét, không còn cái sự hơn thua, không còn cái khen và cái chê. Thì mình mới thấy là mọi thứ nó là giả tạo. Thế đấy là cái trí tuệ như thế, nó phân biệt sắc pháp để mà nó phá vỡ được cái khối tưởng về những cái hình sắc, những cái hình dáng ở bên ngoài, phá vỡ được cái nó không còn chấp trước về những cái hình dáng bên ngoài nữa. Thì cái mục đích là vậy. Cái tuệ đầu tiên là nó phân biệt được danh và sắc, còn danh là nó bắt đầu là phân biệt đến cái tâm, đến cái hàm tâm thức. Thì thường thường ấy mình chỉ thấy là cái tâm của mình nó chỉ thể hiện lên rõ ràng nhất là những cái lúc mà mình vui, hoặc là những cái khi mà mình buồn phiền một cái chuyện gì đó. Thì đấy là cái tâm của mình nó khởi lên như vậy. Mình biết tôi đang vui đây, tôi đang buồn đây, tôi đang yêu đây, tôi đang ghét đây. Thì đấy là mình thể hiện ra được cái tâm thức của mình, nó chỉ thể hiện ra được cái sự tình cảm như thế. Tôi đang bực tức, đang sân giận này, đang tham đam này, đang an vui đây. Thì đấy là những cái mà mình cứ nghĩ rằng là cái tâm này, mình cứ tưởng rằng là nó có một cái gì đó nó ẩn núp ở trong cái thân này. Cho nên là thường thường người ta hay tưởng về cái tâm giống như là nó có một cái linh hồn ấy, nó giống như một có một cái hình bóng mà nó mờ mờ ấy, nó đi vào trong thân và nó có thể đi ra khỏi thân được. Thì đấy là một cái tưởng chi, một cái tưởng chi ở đời. Mình cứ nghĩ là giống như trên thân mình nó có một cái linh hồn nó ẩn náu trên cái xác thân này. Thì khi mà mình phân biệt được cái tâm ra rồi thì mình sẽ thấy tâm nó cũng chẳng có một cái gì là hình dáng, mà nó cũng chẳng có một cái gì là một cái dòng tâm thức, chẳng có một cái linh hồn nào, mà nó chỉ là cái sự khởi sinh lên do có các cái yếu tố hỗ trợ, như là nó có các cái căn, cái cảnh, cái sự tác ý hay là cái sự xúc chạm. Nó ở các cái căn môn, như là có con mắt thì nó có cái cảnh sắc, nó có cái sự tác ý đến, cho nên là nó thấy được cái cảnh thì nó khởi sinh lên cái sự vui buồn, cái yêu thích hay là cái chán ghét hay cái rừng rưng đó. Vì ở cái tai mà nó nghe cái cảnh trần, hay là mũi nó ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị thân xúc chạm, hay là cái lúc mà nó ghi nhớ, nó tưởng, nó hồi tưởng lại những cái cảnh đấy, thì đấy nó là những cái tâm thức nó khởi lên do có căn, có cảnh, có cái sự hiểu biết, có cái sự tiếp xúc đối với cảnh trần, mà nó sinh ra các cái tâm thức. Thì khi mà phân tích ra như vậy thì mình mới giác ngộ ra được là tâm thức nó không có một cái dòng tương tục nào cả, mà nó có cái tâm vương, có cái tâm sở. Thì mình sẽ thấy ra được một cái sự thật, cái sự thật về cái tâm thức nữa. Đó là tâm thức này nó chỉ sinh lên và diệt đi, nó giống như là cái ánh sáng. Đấy, khi mà nó
có các cái nguồn điện âm dương này, nó có cái công tắc bật lên thì nó sáng lên, công tắc thì nó tắt đi. Thì cái tâm thức này nó cũng thế, nó ở các căn mình nhờ bật nó lên thì bắt đầu nó sinh lên, mình nhờ tắt nó đi thì nó dừng lại. Thế thì cái dòng tâm thức của mình nó cũng như thế thôi, cho nên là lúc đấy mình mới phá bỏ ra được cái sự chấp trước về cái tâm của tôi, về cái vui cái buồn, cái yêu cái ghét. Mình thấy là tất cả những cái đấy nó chỉ là giả tạo, nó không có thật. Đấy là cái trí tuệ để mà thấy được danh và sắc là cái tầng tuệ đầu tiên để nó đối trị lại những cái tưởng của mình, những cái lầm tưởng của mình, và nó phát triển ra được cái trí tuệ đó, là mình hiểu được cái sự thật về thân và về tâm của mình. Đấy là một cái mức trí tuệ đầu tiên. Đến cái mức trí tuệ thứ hai, đó là thấy được các cái duyên, cái pháp duyên khởi, tuệ quan sát nhân duyên, là hiểu rõ nguyên nhân sinh ra danh sắc. Ví dụ cái sắc thân này nó từ đâu nó sinh ra, những cái tâm này tại sao có lúc mình vui, có lúc mình buồn, cái nguyên nhân nào, cái lý do gì mà nó lại sinh ra như thế, thì cái gọi là tuệ quan sát nhân duyên. Cái tuệ này để mà hiểu ra được cái nguyên nhân của tất cả mọi thứ, nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề, nguyên nhân của tất cả vạn vật. Tại sao lại có cái người hạnh phúc, tại sao có người khổ đau, tại sao có những chúng sinh ở những cái nơi rất là cao như chư thiên, tại sao có những chúng sinh ở những cái nơi rất là khổ đau như địa ngục, tại sao lại có những cái người thì rất là hạnh phúc an vui mà có người thì rất là khổ đau, tại sao có cái chúng sinh sinh ra phải làm súc sinh, tại sao có những chúng sinh lại sinh ra được làm con người. Thì đấy là quan sát cái nguyên nhân sinh ra các cái danh sắc. Cái nhân cao thượng thì nó sinh ra cái danh sắc cao thượng, cái nhân hạ liệt thì nó sinh ra danh sắc hạ liệt. Thì tất cả vạn vật chúng sinh chỉ là danh sắc mà thôi, thì tạo được cái nhân cao thượng, cho nên là có cái danh sắc cao thượng tạo cái nhân hạ liệt, nó sinh ra cái danh sắc hạ liệt. Thì đấy gọi là tuệ quan sát nhân duyên, biết là ví dụ như sắc này nó do nghiệp của quá khứ nó sinh, do tâm sinh, thời tiết sinh, và do cái vật thực sinh, hay là cũng cái tâm thức của mình nó cũng thế, nó cũng do nó sinh ra các cái tâm này, nó có cái vô minh, có cái tham ái, có cái chấp thủ, có những cái hành động tạo nghiệp, là nó để là cái nghiệp hữu, có những cái nghiệp ở quá khứ, có những cái nghiệp ở hiện tại mà nó thành ra cái danh và cái sắc ở hiện tại. Rồi là ngay cái ở hiện tại này nó cũng đang thọ cái quả báo ở quá khứ, nhưng mà nó cũng đang gieo cái nhân cho tương lai. Thì đấy gọi là tuệ quán sát nhân duyên, để thấy ra được cái nguyên nhân của tất cả mọi cái sự vật hiện tượng ở trên thế gian này. Thì cái khi mà thành tựu được cái trí tuệ này rồi thì nó sẽ đoạn trừ ra được những cái tưởng, những cái sự hoài nghi, những cái nghi ngờ, những cái thắc mắc. Thì lúc đấy mình sẽ dứt ra được hết được những cái hoài nghi, và lúc đấy thì mình mới là một cái người thấy được nhân, thấy được quả. Thấy lúc đấy thì cái chánh kiến nó sẽ cao hơn, lúc đấy mới thấy ra được cái sự thật nó sâu sắc hơn. Thì đến cái tuệ nữa, đó là mình thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã trên danh sắc. Thì cái tầng tuệ thứ nhất đó là cho mình thấy ra được cái danh sắc. Cái tầng tuệ thứ hai là mình thấy được cái nguyên nhân sinh ra danh sắc, đó là có được một cái trí tuệ, có được cái sự hiểu biết, cái nhận thức đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình mặc dù mình thấy được như vậy, nhưng mà cái sự tham ái chấp thủ của mình nó vẫn chưa hết. Và mặc dù mình thấy thân này là danh sắc, thân tâm này là danh sắc, nó cái nguyên nhân sinh ra danh sắc là vô thường, vô minh, tham ái chấp thủ đấy, nhưng mà mình vẫn tham ái với danh sắc, đến đây vẫn chưa diệt được, phiền não nó vẫn sinh khởi, vô minh tham ái chấp thủ nghiệp hữu nó vẫn sinh khởi. Là bởi vì lúc đấy mình
chưa có tuệ chi đến cái sự giả tạng của cái danh sắc này. Cho nên là cần phải phát triển đến một cái mức cái thiền tuệ thứ ba, đó là thấy ra được cái sự thật của danh sắc này, đó là có sự giả tạng, đó là tuệ thẩm sát tam tướng, thấy được cái sự vô thường của vô ngã trên danh sắc. Thì cái danh và sắc này nó sinh lên và nó diệt đi rất là nhanh. Nếu một cái trí tuệ mà thấy được cái pháp chân đế ở cái sắc hay là cái danh này, thì trong một cái búng tay thôi, trong một cái thời gian chớp mắt thôi, nó đã sinh diệt cả hàng trăm, hàng trăm ngàn lần rồi. Tức là cái sự sinh diệt của nó rất là nhanh như vậy. Và cái, bằng cái trí tuệ của mình có thể thấy được cái tính sinh và cái tính diệt của nó ở trong những cái sát na rất là nhanh như thế, thì nó mới tạo ra được cái sự đáng sợ, nó mới tạo ra được cái sự kinh cảm, nó mới tạo ra được cái sự nhàm chán. Còn bằng con mắt thường ấy, thì mình không có thấy được cái tính sinh diệt rất nhanh, mà mình chỉ thấy được một đứa bé nó chào đời, nó sống được 10 năm, 20 năm, 50 năm hay là 70, 80 năm, rồi sau đó nó thành một cụ bà cụ và sau đó nó chết đi. Ấy thì cái bằng cái mắt thường ấy, mình thấy cái tính sinh diệt nó rất là thô và nó rất là lâu và nó rất là chậm. Còn bằng cái trí tuệ thì mình lại thấy được cái tính sinh diệt nó rất là nhanh, trong một cái khoảnh khắc, trong một cái sát na như vậy, gọi là cái sự vô thường, là nó sinh lên và nó diệt đi rất nhanh như vậy. Trên sắc cũng thế, mà danh nó còn diệt nhanh hơn sắc. Cái tâm của mình nó diệt đi nhanh hơn. Cái tâm thì nó chỉ có chạy qua sinh lên, rồi là nó trưởng thành, rồi nó diệt đi. Còn cái sắc thì nó phải sinh lên, rồi nó lớn lên, nó sinh ra, nó lớn lên, rồi nó còn phải già, rồi nó mới chết. Thế là cái sắc của nó thế. Còn cái tâm ấy, thì nó không có trải qua cái sự già nữa. Nó chỉ sinh lên, sinh ra, nó lớn lên, rồi nó chết luôn. Nên cho nên là cái tâm nó sẽ chết nhanh hơn. Cho nên là tâm con người sẽ thay đổi nhanh hơn là cái thân. Thân thì nó sẽ thay đổi dần dần, còn cái tâm thì nó sẽ vô thường và thay đổi rất là nhanh. Đang vui mà có thể chuyển thành buồn ngay, đang buồn mà nó có thể chuyển thành vui ngay, nhưng mà đang già thì có thể trẻ lại rồi, hay là đang trẻ mà có thể già ngay rồi. Nó phải tiến hóa dần dần. Cho nên là một cái sát na sắc sinh diệt thì nó đã trải qua 17 lần cái sát na tâm. Sát na tâm sinh diệt nhanh thì cái quán sát được cái sự vô thường, thì nó sẽ diệt đi được cái tưởng sai lầm về thường. Mình quán thấy được cái sự vô thường của danh sắc, của thân và tâm này, thì lúc đấy mình mới không còn cái ảo tưởng là mọi thứ là tồn tại mãi nữa, và mình mới, lúc đấy mới thật sự biết là mọi thứ là giả tạm. Cái gì vô thường thì cái đấy là khổ, thì bởi vì nó cái tính sinh diệt nó là khổ, thì lúc đấy mình mới diệt ra được cái tưởng là đời là vui. Nhưng mà lúc đấy mình tuệ chi được cái này thì mình mới thấy đời không có là an lạc, hạnh phúc, an vui như mình nghĩ, mà đời là khổ. Thế thì cái người ta quan niệm đời vui là vui ở cái gì? Đời vui là người ta nghĩ là đời được thỏa mãn những cái mà mình ưa thích, thì đấy là hạnh phúc, đấy là an vui. Thế ví dụ như là mình thích cái cảnh sắc mà mình được thấy cái cảnh sắc đấy, được sở hữu cái cảnh sắc đấy, và mình cảm thấy thỏa mãn với nó, thì đấy là an vui. Mình thích nghe những cái âm thanh nó ngọt ngào, thích thú, mà mình được thỏa mãn cái điều đó, mình thấy là vui. Mình thích ngửi mùi hương, thích nếm những cái vị ngon mà mình cảm thấy thỏa mãn, đấy là vui. Nhưng mà khi mà mình tuệ chi ra được cái sự thật là vô thường, khổ, vô ngã rồi, thì mình lại thấy trong cái vui đấy nó có cái khổ. Vui nó không thật sự, cái vui đấy không thật sự, mà nó có cái khổ. Cái vui đấy, cái vui mà ở trên đời ấy, nó chỉ giống như là cái người là có bệnh mà đang dùng thuốc giảm đau thôi, hay là có những cái người mà người ta đang khát, những cái người khát mà đang uống nước mặn, tức là càng uống nó càng khát, chứ không phải là nó hết, nó khỏi. Cũng như vậy, mình được thỏa mãn những cái mình yêu thích rồi, thì cái tâm ham muốn nó lại tăng lên, chứ nó không bao giờ hết, không bao giờ thật sự là được thỏa mãn, nó không bao giờ là biết đủ cả.
Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là cái sự cái dục vọng ở trên đời nó giống như là con chó mà nó gặm khúc xương, nó càng gặm thì nó càng đau răng mà nó không có được thỏa mãn. Thì ở đời nó bận cái mà ở đời nó cho là vui nhưng thực ra nó là khổ, thì do cái trí tuệ quan sát được cái sự vô thường, thấy được cái sự vô thường rồi thì mới thấy ra được cái khổ. Những cái mà mình đang chạy theo này, những cái mình đang tầm cầu, những cái mà mình đang khao khát, những cái mà mình đang mong muốn đấy, thì thật sự là một cái sự sai lầm lớn. Vì mình đang chạy theo cái khổ, mình đang chạy theo cái giả, mình đang chạy theo cái ảo tưởng. Một lúc nào đó mình có trí tuệ, mình bừng tỉnh ra, mình sáng tỏ ra, mình hiểu ra được, lúc đấy mình mới giật mình, lúc đấy thì mình mới thấy được cái sự nguy hiểm đó. Giống như là cái con cá mà nó chạy theo miếng mồi mà nó ở trong nó có cái lưỡi câu, cái nó hóc vào rồi nó không gỡ ra được nữa. Nên thì những cái giả tạm ở trên đời mà mình cho là hạnh phúc, là an lạc, nhưng nó tiềm ẩn, cái bên ngoài mình thấy nó hấp dẫn nhưng tiềm ẩn ở bên trong là những cái khổ đau. Mình đang đánh đổi rất nhiều thứ, ví dụ mình bây giờ mình muốn có cái này có cái kia, và mình đánh đổi bằng những cái hành động tạo nghiệp của mình. Ví dụ mình muốn có tiền, mình tạo bằng những cái hành động là sát sinh, hay là trộm cắp, hay là tà dâm, hay là nói dối, hay là cái sự lừa đảo, hay là cái sự bóc lột để mình có được những cái mình muốn. Nhưng cái nguy hiểm nó tiềm ẩn ở bên trong đấy sau này là cái sự khổ não ở trong địa ngục, ở ngã quỷ và súc sinh. Thì cái cuộc đời nó là như thế, nó là khổ mà mình không thấy, mình không biết, cho nên là mình đắm chìm ở trong đấy. Thì cái trí tuệ nó giác ngộ, nó hiểu ra, khi nào tuệ chi được cái vô thường thì sẽ thấy ra cái khổ, tuệ chi được cái vô thường và cái khổ thì đồng thời mình cũng thấy ra được cái sự không có sở hữu một cái gì, cái gọi là cái sự vô ngã. Mình không làm chủ được bất cứ một cái gì hết. Cái thân này mình nghĩ là của mình nhưng mình chưa từng làm chủ nó. Nó là một cái dòng trôi chảy của nghiệp. Nó đến đây là do nghiệp nó chi phối nó đến. Mai bắt đầu nó bỏ cái thân này, nó có cái thân khác. Đó là do cái sự chi phối của nghiệp. Nó lên trời làm chư thiên là nghiệp, nó xuống địa ngục cũng là nghiệp, nó làm ngã quỷ là nghiệp, làm súc sinh là nghiệp, làm người là nghiệp, nó không phải là của mình. Cái thân và cái tâm này nó đều như thế. Thế thì giác ngộ ra được cái như thế thì lúc đấy nó có cái trí tuệ vô ngã, không có cái gì là ta, không có cái gì là của ta, không có gì là tự ngã của ta. Mà cái người mà sống ở trên đời mình có cái ảo tưởng, mình cứ nghĩ đây là của tôi, đây là cái tự ngã của tôi, đây là thân tôi, đây là tâm tôi, đây là người thân của tôi, đây là tài sản của tôi. Thì tất cả mọi thứ có những cái mà mình cho là của tôi, đấy là ảo tưởng, đấy gọi là tưởng chi, hay còn gọi là một cái sự ngộ nhận, đấy là si mê. Còn ở cái trí tuệ thì nó sẽ thấy ra không có cái của tôi đấy nữa. Thì cái tuệ đấy gọi là cái tuệ vô ngã, mà mình sẽ tuệ, sẽ thẩm sát được nó. Nhưng còn đây là cái tuệ quán cái sự vô thường và khổ và vô ngã, thì lúc đấy mình sẽ ngộ nhận ra cái sự vô thường, khổ, vô ngã đấy, cứ quan sát liên tục như vậy để nó áp đặt những cái tà kiến, những cái ngộ nhận này. Và sau đó do mình quan sát liên tục như vậy thì đến lúc mình chỉ thấy cái tính sinh và diệt của nó, gọi là tuệ sinh diệt. Mình chỉ thấy cái gì nó cũng có cái tính sinh lên rồi diệt đi, cái gì nó cũng có cái tính sinh lên và diệt đi. Danh nó có cái tính sinh lên và diệt đi, sắc nó cũng có tính sinh lên và diệt đi. Do mình cứ tuệ chi liên tục như vậy để mình không còn chấp trước vào bất cứ cái gì nữa. Rồi là đến cái tuệ nữa là sẽ tan hoại. Mình thấy đến một lúc nào đó mình thấy là cái gì nó cũng đang có cái tính tan hoại của nó, đang có cái tính hoại diệt của nó, và nó gọi là tuệ tan hoại. Mình thấy được cái danh sắc này nó luôn luôn hủy hoại, nó luôn luôn hoại diệt, luôn hoại diệt. Từ cái sự mà mình thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã, thấy được cái tính sinh diệt, thấy được cái sự tan hoại của danh và sắc, của tất cả các pháp hữu vi này,
thì lúc đấy nó mới sinh ra cái sự kinh úy, tức là thấy đáng sợ, thấy đáng sợ đối với danh sắc này, thấy đáng sợ đối với tất cả mọi thứ. Kinh úy là thấy tất cả các cái pháp hiện hữu ở trên thế gian, có cái gì có sự hiện hữu, cái đấy đều đáng sợ. Vậy thì nó khác hẳn với cái người không có trí tuệ, thấy mọi cái đáng yêu. Cái bình thường ấy, bình thường cái người không có trí tuệ thì thấy danh là đáng yêu, sắc là đáng yêu, mọi thứ là đáng yêu, vàng bạc là đáng yêu, quần áo là đáng yêu, nhà cửa là đáng yêu, những cái người mà mình quý là đáng yêu. Còn những cái gì mà không có nợ cho mình thì đáng ghét. Người thì đấy là cái người không có trí tuệ, chỉ thấy cái đáng yêu và cái đáng ghét. Còn cái người có trí tuệ thì thấy cái đáng sợ của nó. Sợ là do gì? Là do mình nhận thức ra được một cái trước đây mình yêu nó, nhưng bây giờ mình mới nhận ra được cái nguy hiểm tiềm ẩn ở trong nó. Cho nên là lúc đấy mình mới thấy đáng sợ. Còn tuệ quá hoạn là thấy được cái sự hoạn nạn, là thấy được cái sự hoạn nạn. Nó giống như là mình giống như là một cái đứa trẻ ấy, nó cầm con rắn nó chơi, nhưng mà nó không biết thực ra là con rắn này nó có độc. Cũng như vậy, thế thì trước đến giờ mình sống với cái thân, cái danh sắc này thì mình cứ nghĩ rằng danh sắc này là hấp dẫn, là quý báu, nhưng mà mình lại không thấy ra được cái sự nguy hiểm, cái độc hại của cái danh sắc này. Đó là nó luôn luôn sinh và chết, nó cứ luôn luôn sinh ra bệnh chết ấy. Cái hoạn nạn là thấy được cái độc hại ở trong nó, thấy được cái nguy hiểm ở trong đó. Thì đấy là thấy được cái quá hoạn, là thấy được cái sự hiểm nguy ở nó nằm ở trong đấy. Tức là trong cái tất cả cái danh sắc, cái gì có cái sự hiện hữu đều có cái sự nguy hiểm ở trong đấy. Bình thường mình không thấy được cái tính nguy hiểm của nó. Ở trong cái trí tuệ nó khởi lên thì nó thấy cái tính nguy hiểm, rồi bắt đầu nó sinh ra cái tuệ yếm ni, là nhàm chán. Đó là nhàm chán đối với thân nam uẩn, với danh sắc này. Thì nó trái lại với cái lúc mà chưa có trí tuệ, đó là mà ưa thích. Từ cái ưa thích thì bây giờ nó chuyển thành nhàm chán. Nhàm chán đối với danh và sắc. Rồi là đến cái tuệ nữa là dục thoát, muốn giải thoát khỏi sự tham ái với danh sắc. Muốn giải thoát. Lúc đấy mình thấy nó nguy hiểm rồi mà, cho nên là mình muốn thoát khỏi nó. Có người thì lúc mình chưa hiểu nó thì mình chạy theo nó, và bây giờ mình hiểu ra rồi thì mình muốn chạy khỏi nó. Lúc mình chạy theo, bây giờ cái người mà chưa có trí tuệ mình còn chạy theo nhiều thứ ở trên đời này, chạy theo những cái gì nó thuộc về danh sắc. Hàng ngày hàng giờ mình mất rất nhiều thời gian công sức để chạy theo những cái thuộc về danh sắc ở trên thế gian này. Nhưng nếu khi nào đó mình hiểu ra, mình thấy được cái sự nguy hiểm của nó rồi thì mình sẽ bỏ chạy nó, chạy khỏi nó. Và tuệ giản sạch là co rút khỏi sự ưa thích với danh sắc. Tuệ hành xả là dừng dưng đối với sự hấp dẫn của danh sắc. Tuệ thuận thứ là sẵn sàng từ bỏ lòng tham ái với danh sắc. Tuệ chuyển tộc là thật sự từ bỏ tham ái đối với danh sắc. Đây là những cái mức tuệ. Những cái mức tuệ thì đến cái tuệ là tuệ hành xả. Nó là tất cả những cái tuệ hiệp thế hay là tuệ thuận thứ. Khi mà mình đã đạt đến tuệ thuận thứ rồi là nó đang chuẩn bị đạt đến cái tuệ xuất thế rồi. Tuệ chuyển tộc là đã bước vào cái dòng giải thoát rồi. Rồi đến tuệ đạo và tuệ quả và cái tuệ phản kháng nữa, thì nó sẽ là 16 cái tầng thiền tuệ như vậy. Thì cứ mỗi một cái tuệ cao hơn thì nó lại thoát ra được khỏi những cái si mê. Tuệ là như cái tuệ nên cái mức tuệ càng cao thì cái sự si mê nó lại càng thấp đi. Cái tuệ càng mạnh thì cái si mê nó lại càng yếu đi. Cái tuệ nó mạnh thì những cái ảo tưởng, những cái nầm tưởng ấy, nó càng biến mất. Nó có cái trí tuệ ấy, là nó thấy được cái sự thật thì nó biến mất khỏi cái là mình tưởng, những cái tưởng sai nó liền biến mất. Thì những cái tuệ này
khi mà mình phát triển những cái tuệ này thì mình sẽ hiểu ra được những cái sai lầm mà mình đã từng mắc phải, mình đã từng đi trên cái con đường sai lầm, mình đã từng có những cái nhận định sai, những hiểu biết sai, những cái nầm tưởng lớn từ trước đến giờ. Cái nầm tưởng đấy nó cũng được ví dụ như là một cái người mà bây giờ đi mò cá. Thế là mình mới mò ở dưới nước, mình thấy tay mình nắm vào được một cái con cá, một cái vật tròn tròn nó mềm mềm, mình tưởng là con cá to, mình thích lắm. Thế thì lúc đấy là mình tưởng là cá to lắm mà mình thích. Nhưng mà khi mà mình đưa lên khỏi mặt nước thì mình nhìn thấy nó là con rắn. Thì lúc đấy nó sẽ từ cái tâm trạng mà đang ưa thích, nó sinh ra cái tâm trạng sợ hãi. Vậy thì cái gì là con rắn này, cái gì là con cá? Thì cái danh sắc này, cái thân tâm của chính mình này, cái danh sắc này, thì cái người mà chưa có trí tuệ ấy, thì mình nghĩ là nó tốt lắm, nó đẹp lắm, nó hay lắm, nó hấp dẫn lắm. Lúc đấy mà mình càng có nhiều danh sắc thì mình càng thích. Giống như là cái người mà người ta đi xuống ao, người ta mò ngay vào một cái ổ rắn, càng mò được nhiều càng thích. Ô, hôm nay có được nhiều cá đấy, nhiều cá thế. Nhưng mà khi mà đưa lên khỏi mặt nước là sợ. Thì cái người mà khi mà có trí tuệ rồi, do mình không thấy được cái tính vô thường, cái tính khổ và cái tính vô ngã của danh sắc, cho nên là mình thấy danh sắc là mình ưa thích, mình càng đi chạy theo danh sắc, càng tìm kiếm được danh sắc thì càng nhiều, thì mình lại càng hoan hỉ, càng thích thú. Nhưng mà khi mà phát triển ra được trí tuệ rồi thì mình lại thấy danh sắc này nó giống như nó có cái sự nguy hiểm, có cái sự độc hại, bởi vì là cái sự vô thường khổ não của nó rất là đáng sợ. Thì lúc đấy mình sinh ra cái sự kinh sợ, sinh ra cái nhàm chán. Mà lúc đấy mình thấy được mình đang cầm con rắn rồi thì làm sao? Thì bây giờ mình muốn thoát khỏi nó, mình sợ nó cắn chết. Cho nên muốn thoát khỏi nó, cho nên là mình phải sẵn sàng cầm đầu nó, rồi là mình gỡ ra, mình phải gỡ ra, mình nắm vào nó thì nó phải cuốn vào mình. Mình mà nắm tay vào con rắn thì con rắn nó phải cuốn chặt vào mình. Cũng vậy, do mình chạy theo danh sắc, bây giờ danh sắc nó cuốn chặt vào rồi, bây giờ mình phải gỡ ra. Gỡ ra rồi bắt đầu mới cầm ném nó đi. Ném nó đi là được giải thoát. Thì các cái tuệ này nó cũng vậy. Do lúc trước thì mình vô minh, mình cứ tưởng cái danh sắc này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cho nên là mình yêu, mình thích. Khi mà mình có trí tuệ, mình hiểu ra danh sắc không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nó vô thường khổ vô ngã, thì mình lại nghĩ nó là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ mình thấy ra được cái sự vô thường của vô ngã là nó rồi, mình nhàm chán, mình muốn giải thoát khỏi nó, mình co rút lại khỏi cái sự ưa thích nó. Khi mà hiểu ra rồi, cái tâm ưa thích đối với danh sắc bắt đầu nó co rút lại. Hành đến tiền tuệ thứ 15 là không còn ưa thích nữa. Tuệ thứ 11 nữa, tuệ thứ 10 là nó co rút rồi, tuệ thứ 11 là nó dừng dưng rồi. Dù nó hấp dẫn đến mấy thì lúc đấy mình cũng dừng dưng rồi, nó gọi là tuệ hành xả. Nếu mà tu tập mà đạt đến tuệ hành xả này là cũng tự tại. Tự tại là lúc đấy là dừng dưng rồi, thấy đẹp, thấy xấu nó cũng như nhau rồi, không còn ưa thích nữa, không còn thấy cái gì đã hấp dẫn nữa. Và đến cái tuệ thứ là sẵn sàng từ bỏ lòng tham ái. Tuệ chuyển tập là thật sự từ bỏ luôn. Lúc đấy thì sẵn sàng vứt cái con rắn này đi. Và đến cái tuệ thứ 13 là vứt hẳn nó đi. Vứt hẳn nó đi, không luyến tiếc nữa. Và đến cái tuệ 14 là tuệ đạo, đoạn trừ tham ái. Tuệ 14 là nó đoạn trừ được các cái tà kiến, các phiền não. Tuệ thứ 15 là an trú trong sự tịch diệt niết bàn, là cái sự an vui tự tại. Lúc đấy là thoát khỏi sự nguy hiểm được rồi. Lúc đấy là hưởng cái sự an lạc, hưởng cái sự an nhàn, hưởng cái sự yên vui. Thì đấy là khi mà đạt đến tuệ đạo. Còn tuệ quả là cái tuệ thứ 16 là phản kháng, là suy xét lại. Tuệ là phản kháng đó. Phản kháng là suy xét, là xét duyệt lại, xem xét lại cái đạo quả mình đã chứng đắc và cái phiền não đã diệt trừ. Thì đấy là 16 cái tầng thiền tuệ của cái người hành thiền. Nhưng mà thực sự ra thì trong cái lúc hành thiền mình cứ
tu tập, mình phân biệt được danh sắc, rồi mình thấy được cái nhân sinh ra danh sắc là nhân duyên, rồi mình thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, rồi cái sự vô thường khổ vô ngã cứ thấy đi thấy lại thì tự nhiên là cái tính sinh diệt hay là cái tính diệt tận nó cứ từ từ nó hiện rõ ra. Rồi từ đấy nó khởi lên cái tâm mà nó từ cái sự quán chiếu cái sự vô thường khổ vô ngã đấy, rồi nó tự động nó ngộ ra, nó tỉnh giác ra, nó tỉnh ngộ ra được cái, được những cái sự thật khác, đó là nó thấy ra được cái nỗi lầm, nó thấy ra được cái sự nguy hiểm của danh sắc, rồi bắt đầu nó sinh ra cái tâm nhàm chán, rồi là lúc đấy nó mới sinh ra cái tâm muốn từ bỏ, rồi nó mới sinh ra cái tâm sẵn sàng giải thoát, rồi nó sẽ sinh ra cái tuệ đạo và tuệ quả. Nhưng mà do cái tâm vô minh, do cái si mê nó rất là sâu dày, cho nên là một cái người mà thực hành cái pháp để mà thành tựu được các cái pháp thiền quán này, thường thường là phải tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp, tu tập trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp, phải tu tập qua giáo pháp của nhiều vị Phật. Nếu như những cái người nào đã từng tu tập ở trong quá khứ, đã từng tu tập ở những cái giáo pháp của các vị Phật trong đời quá khứ rồi, thì cái ở cái đời này mình có được cái khả năng là có thể giác ngộ được và có thể đạt được những cái tuệ đạo tuệ quả. Còn nếu mà trong đời quá khứ mình chưa có tu tập sâu dày thì rất khó bây giờ mà có thể đạt được tuệ đạo tuệ quả. Nhưng nếu như trong cái đời này mà một cái người nào nỗ lực thực hành mà không đạt được tuệ đạo tuệ quả trong cái đời này thì mình cũng sẽ làm ra, tạo được những cái nền tảng, tạo ra được cái ba la mật, cái nhân duyên cho đời sau mình gặp giáo pháp của các vị Phật đời sau, mình có thể chứng đạt được tuệ đạo tuệ quả. Thì thường thường bất cứ một cái vị nào tu tập cũng phải trải qua một thời gian dài, trải qua giáo pháp của nhiều vị Phật để mà đạt được đệ. Thì cái pháp về thiền tuệ là thế, không phải là tu một đời một kiếp mà tu nhiều đời nhiều kiếp. Còn cái pháp về thiền định thì nó còn dễ hơn, vì cái pháp thiền định là ai cũng đã từng tu ở trong quá khứ rồi, bây giờ chỉ có cái người nào phiền não nhiều phiền não ít thôi. Phiền não ít thì nó dễ phát triển định, phiền não nhiều thì nó khó hơn. Còn về cái pháp trí tuệ này là để mà vì cái dòng sinh tử nó quá lâu, mình huân tập những cái phiền não nó quá sâu dần, và bây giờ để gột rửa nó đi nó rất là khó. Cho nên cái pháp thực hành về thiền tuệ là một cái pháp rất là thâm sâu, một cái pháp rất là cao siêu, và gọi là cái pháp đấy gọi là cái pháp xuất thế, là cái pháp đi đến cái sự giải thoát, đi đến thoát khổ. Thì cái mục đích thực hành thiền tuệ là để làm gì? Một cái người mà thực hành về thiền tuệ nó là cái mục đích là để phát triển trí tuệ. Cái trí tuệ của mình cứ phải phát triển dần dần như vậy. Thế mình thực hành được một cái tuệ đầu tiên nó cũng phát triển được cái tuệ, mình thấy được về sắc pháp thôi là nó đã có được một cái trí tuệ rồi. Tuệ chi như thật về cái tứ đại. Một cái người mà thực hành được cái thiền tứ đại là mình đã thấy được là tất cả vạn vật ở trên thế gian, dù nó có màu sắc gì, dù nó có hình dáng gì, dù nó có cái sắc tướng như thế nào, nhưng mà cái cội nguồn của nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi. Nó không có cái gì khác ngoài đất nước lửa gió. Từ cái đất nước lửa gió này nó biến hình biến tướng, nó biến dạng thành những cái hình này sắc kia, rồi là tự mình quy định cho nó là đẹp, quy định cho nó là xấu, rồi mình ưa cái này mình thích cái kia, mình ghét cái này mình chán cái kia. Nhưng cái người có trí tuệ thì thấy nó chỉ có một cái điểm, nó có một cái cội nguồn chung, đó là tứ đại. Cho nên rằng nó chẳng có đẹp, chẳng có xấu, chẳng có yêu, chẳng có ghét ở trong đấy. Thì đấy là rồi là cứ mỗi một cái mức tuệ thì nó lại khai mở ra. Cứ hành thiền tuệ đến đâu thì nó lại khai mở cái sự giác ngộ lại cao lên đấy. Cái phát trí tuệ nó cứ từ từ nó phát triển. Thì cái phát triển trí tuệ là để làm đi, để mình giác ngộ các sự thật. Đó. Tuệ thấp thì giác ngộ ở mức độ thấp, tuệ càng cao thì mình sẽ giác ngộ ở mức độ cao hơn. Thì giác ngộ sự thật để làm đi, để mà đoạn diệt hết các cái tâm si mê, cái tâm mà mình hiểu sai. Do từ trước đến giờ mình đã từng hiểu sai, đang hiểu sai,
đã hiểu sai và bây giờ mình sẽ phát triển cái trí tuệ này để mình từ cái sự chi kiến sai được, từ cái tà kiến ấy trở thành cái chánh kiến, từ cái hiểu sai bây giờ trở thành cái hiểu đúng, hiểu biết sai trở thành cái hiểu biết đúng mà thôi. Đó là phát triển trí tuệ để đoạn trừ cái si mê. Đoạn trừ cái si mê thì để làm gì? Đoạn trừ cái si mê đó là để thoát khổ luân hồi. Bởi vì ngày nào mình còn si mê thì còn có cái nỗi khổ luân hồi, còn phải luân hồi, còn phải sinh ra, còn phải chết đi, còn phải sinh diệt liên tục. Chỉ khi nào mình hết được cái si mê thì mới hết cái sinh diệt. Vậy vậy cái nguyên nhân của luân hồi là do si mê, là do hiểu sai, là do ngộ nhận, là do ảo tưởng, là do điên đảo tưởng, hay là do cái sự tưởng chi sai lầm. Vậy muốn thoát khổ luân hồi thì phải đoạn trừ si mê, muốn đoạn trừ si mê thì phải giác ngộ các sự thật, mà muốn giác ngộ các sự thật thì phải phát triển trí tuệ, mà muốn phát triển trí tuệ thì phải thực hành thiền tuệ. Thì đó là lý do mà phải thực hành thiền tuệ. Vậy ai thực hành thiền tuệ thì trí tuệ cho nó sẽ phát triển, ai phát triển trí tuệ thì sẽ giác ngộ sự thật, mà ai giác ngộ sự thật thì đoạn trừ si mê, mà ai đoạn trừ si mê thì sẽ thoát khổ luân hồi. Đến cái thế nào là sự giác ngộ, từ cái trí tuệ nó sẽ đi đến cái sự giác ngộ. Để mình phát triển cái trí tuệ là rồi từ cái trí tuệ đấy nó cứ từ từ nó đi đến cái sự giác ngộ. Thì đến cái mức trí tuệ nào thì được gọi là sự giác ngộ? Giác ngộ ở đây có nghĩa là khi nào mình sáng tỏ các sự thật. Giác ở đây nó là một cái sự tỉnh giác hay là một cái sự sáng tỏ, sáng tỏ các sự thật. Ngộ là một cái sự nhận ra hay thấy được các sự thật một cách rõ ràng, minh bạch, sáng tỏ và không mơ hồ nữa. Khi nào mình thật sự là giác ngộ như vậy thì lúc đấy mới được gọi là cái sự giác ngộ. Giác ngộ là thấy rõ ràng các sự thật, cũng gọi là sự giác ngộ chân lý và giác ngộ các sự thật. Vậy khi nào mình thấy cái gì, mình thấy cái gì rõ ràng thì được gọi là giác ngộ các sự thật. Khi nào mình thấy được bốn cái sự thật, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn thì lúc đấy được gọi là giác ngộ, hay là cũng được gọi là giác ngộ tư thanh đế. Khi nào mình giác ngộ được bốn sự thật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì lúc đấy được gọi là một cái người đã giác ngộ. Thì trong cái sự tu tập về thiền tuệ đấy, mình sẽ từ từ đi đến cái sự giác ngộ các sự thật này. Các sự thật khổ đế, tập đế, diệt đế, khổ đế là ví dụ đời là khổ, nhưng mà mình nghĩ nó là vui, nó là sướng. Tập đế là các cái nhân nó sinh ra khổ, nhưng mà mình lại không có biết cái nhân nào nó sinh ra khổ hết, mình mù hoàn toàn, tức là không có biết tại sao lại có cái sự những cái vui và cái khổ ở trên đời. Diệt đế là khi nào mà nó diệt trừ hết tất cả những cái khổ, và đạo đế là cái con đường diệt khổ. Thì khi mà một cái sự thực hành thiền tuệ đấy thì nó sẽ giác ngộ ra cái sự khổ đế, đó là khi một cái người đấy thấy được danh và sắc, tuệ chi được danh sắc, như là thức danh sắc, lục nhập xúc thọ, sinh già chết sầu bi khổ yêu đáng, thì đó là cái sự giác ngộ về khổ. Bởi vì danh nó sinh ra rồi là nó cũng phải diệt đi, sắc nó sinh ra nó cũng diệt đi, cho nên là nó là khổ. Thì khi nào một cái người mà thấy được danh sắc, tuệ chi được danh sắc, tuệ chi được cái sự sinh diệt của danh sắc, cái sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc, thì đó được gọi là khổ đế, giác ngộ được cái tính khổ. Tập đế là khi nào tuệ chi được các nhân nó sinh ra danh sắc, các cái nhân sinh ra khổ,
Đấy, đó là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành và hữu. Thì đó là năm cái nhân nó sinh ra khổ, là ngày nào còn có vô minh, tham ái, chấp thủ, hành, nghiệp. Thì là nghiệp thì đó là, thì cái đấy là cái nguyên nhân của khổ. Vô minh đó là có cái, còn có cái sự hiểu biết sai lầm, còn có cái ưa thích đối với danh sắc, còn có chấp thủ với danh sắc. Thì các cái hành động của mình nó còn để lại nghiệp hữu, thì đó là các cái nhân của khổ. Thế nào là giác ngộ về diệt đế? Diệt đế là tuệ tri các cái sự thật, là cái sự diệt tận của danh sắc. Khi nào mình thấy được cái sự mà nó diệt hết, hoàn toàn diệt tận, như là vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử sầu bi khổ yêu não, nó diệt hết. Lúc nào mình thấy được cái sự tận diệt của nó, tận diệt của cái dòng danh sắc này, các cái nhân sinh ra danh sắc này nó diệt hết, thì lúc đấy được gọi là diệt đế. Và cái lúc đấy, cái diệt đế đấy nó cũng là một cái sự không có hiện hữu của các cái pháp hữu vi của vật chất hay là của tinh thần nữa, mà nó chỉ còn lại một cái pháp vô vi. Thì lúc đấy nó là cái đặc tính của niết bàn, nó hiện hữu. Thì lúc đấy được gọi là giác ngộ về diệt đế. Còn giác ngộ về đạo đế là tuệ chi ra được cái danh sắc, nó thật sự tuệ chi được cái sự thật của nó như nó thật sự là, tuệ chi được cái sự thật nó như thế nào, mình thấy rõ, thấy đúng, hiểu biết đúng cái bản chất sự thật của nó. Bản chất của danh sắc không tồn tại cố định nên nó luôn luôn thay đổi biến diệt, mình thấy được cái sự thật đấy. Vì thấy rõ điều đó nên tuệ chi được sự vô thường của danh sắc. Cái gì vô thường thì là khổ, nên tuệ chi được sự khổ của danh sắc. Cái gì vô thường khổ, cái đó ta không làm chủ được nó, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì cái đấy gọi là cái đạo đế. Đạo thì từ cái sự thấy cái sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc như thế thì sinh ra nhàm chán, sinh ra yến ni, nhàm chán với danh sắc, ni tham, đoạn trừ được chấp thủ với danh sắc, đoạn diệt được chấp thủ nên từ bỏ được danh sắc. Cái sự tạo nghiệp của, và nó bỏ được các cái nghiệp hữu, do bỏ tạo nghiệp nên chấm dứt các hiện hữu. Và sự tái sinh của danh sắc, do sự chấm dứt tái sinh nên đạt được cái chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Thì cái sự quán chiếu về cái sự vô thường khổ vô ngã như vậy, nó là cái con đường để đi đến niết bàn. Thì đó được gọi là giác ngộ về đạo đế, tức là giác ngộ về bốn sự thật. Đó là giác ngộ về khổ, cái trí giác ngộ về khổ, trí giác ngộ về các nhân sinh ra khổ, trí giác ngộ về cái sự diệt khổ, và trí giác ngộ về cái con đường đi đến diệt khổ. Thì cái trí đó được gọi là cái trí trí tuệ giác ngộ. Thì từ cái trí từ cái sự tu tập thiền tuệ sẽ đạt được cái trí tuệ giác ngộ các sự thật. Thì đến cái sự giác ngộ các sự thật đầu tiên, đó là thấy được bốn sự thật này. Như vậy giác ngộ tứ thánh đế là con đường tuệ tri được bốn sự thật trên danh và trên sắc. Tuệ tri danh sắc là giác ngộ khổ đệ, tuệ tri nguồn gốc sinh ra danh sắc là giác ngộ về tập đệ, tuệ tri chấm dứt của danh sắc là giác ngộ về diệt đế, và tuệ tri con đường đưa đến chấm dứt danh sắc là giác ngộ về đạo đế. Khi mà giác ngộ các sự thật rồi thì các cái trí tuệ khác nó sẽ đi kèm theo, nó đi kèm theo với những cái trí tuệ khác nữa. Nó tùy theo mỗi một người giác ngộ, thì tất cả những cái bậc giác ngộ đều giác ngộ ra bốn sự thật này. Những cái người mà phát triển trí tuệ rồi đi đến giác ngộ bốn sự thật, nhưng khi giác ngộ bốn sự thật rồi thì trí tuệ của mỗi người lại mỗi khác. Có những cái người giác ngộ ở mức độ lớn, có những cái người giác ngộ ở cái mức độ vừa vừa, có những cái người thì giác ngộ ở cái mức độ thấp. Cho nên là những cái bậc giác ngộ cũng phân ra thành những cái bậc gọi là bậc giác ngộ bậc thường, hoặc là các cái bậc thanh văn bậc thường. Giác ngộ ở cái bậc cao thì được gọi là các bậc đại thanh văn. Giác ngộ ở những cái bậc xuất sắc thì được gọi là các bậc thượng thủ thanh văn.
Còn có những cái bậc mà giác ngộ một cách toàn tri thì đó được gọi là cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thì những cái bậc giác ngộ như vậy, có những bậc giác ngộ nhưng mà chưa tuyệt đối, còn ở cái mức tương đối thì được gọi là các bậc hữu học. Tuy là đã giác ngộ rồi nhưng chưa rốt ráo, thì đó là những cái bậc như là dự niu, nhất nai, bất nai, là những cái bậc đã giác ngộ nhưng chưa rốt ráo, còn gọi là những bậc hữu học, còn phải tiếp tục tu tập, còn phải tiếp tục phát triển trí tuệ nữa, trí tuệ đấy chưa có viên mãn. Còn những cái bậc giác ngộ đạt đến cái sự vô học, đó là sự giác ngộ của các bậc A-la-hán, thì đó là trí tuệ giác ngộ của những bậc vô học. Và đối với những cái pháp như là thắng trí, thắng trí là các năng lực thần thông. Ví dụ như là một cái người, người ta phát triển được thần thông, người ta có thiên nhãn thông, túc mạng thông, gia tâm thông, thì đấy có phải là trí tuệ không? Những cái năng lực đấy nó cũng là năng lực của trí tuệ đấy. Như là một cái người, người ta có năng lực của thiên nhãn trí, của thiên nhĩ tha tâm trí, túc mạng trí, thần túc trí, nộng tận trí, thì đôi khi chứng đắc được đạo quả nó cũng đi kèm với những cái trí tuệ này. Người mình chứng đắc được các đạo quả thì nó cũng đi kèm với những cái trí tuệ, như là như một bậc mà chứng đắc được đến quả vị a la hán thì bao giờ một quả vị a la hán cũng đi kèm với thiên nhãn trí, túc mạng trí và nộng tận trí, ít nhất là cũng có ba được, có phải có ba trí, có thiên nhãn, có túc mạng trí và có nộng tận trí. Còn nếu mà cái bậc a la hán đấy mà có cái ba la mật cao hơn thì có thể có thêm cả lục trí, có cả sáu cái trí này này. Và có một trí nữa là trí vô ngại biện tài, tức là khi mà một bậc có trí thì cái bậc đấy cũng có thể thành tựu được các cái pháp đó là biện tài vô ngại. Nhưng bây giờ một cái người mà mình làm sao mình biết được một cái người là một người có trí, hay là một cái người đấy, một cái người có trí thức, nói cái trí ở thế gian ở ngoài đời này. Đó là cái người mà có trí thức thì người ta được thể hiện qua cái, nó phải được thể hiện qua cái sự mà diễn giải, qua cái sự diễn đạt, qua cách trình bày, qua cách nói năng của cái người đấy. Nhưng bây giờ một cái người tiếp xúc với một cái người nào, qua cái cách mà nói năng của cái người đấy thì mình sẽ biết được cái người này là người trí thức ở cái mức độ cao, cái người này học thức bình thường, cái người này học thức thấp kém. Thì cái người mà có trí tuệ cũng thế, khi mà một cái người có viên mãn về trí tuệ thì cái biện tài của cái người đấy nó cũng sẽ thành tựu, hoặc là có những cái trí mà nó thuộc về biện tài. Vậy thì cái người mà đạt được đến cái sự giác ngộ cũng có thể đi kèm với bốn trí vô ngại biện tài, đó là những cái bậc mà gọi là có các cái trí vô ngại, các cái bốn cái vô ngại biện tài, biện tài về nghĩa, biện tài về pháp, biện tài về từ và biện tài về trí. Thế là bốn cái vô ngại biện tài, tứ vô ngại giải. Biện tài về nghĩa đó là biết về quả của nghiệp, tuệ chi các tâm quả dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì cái người mà biện thành tựu được biện tài thì cái người đấy sẽ hiểu rõ, thấy rõ các cái quả của nghiệp. Bây giờ tất cả những cái ai mà vui, ai mà chia buồn thì đấy nó đều là quả của nghiệp. Cái hạnh phúc hay cái khổ đau, cái chúng sinh này đang hạnh phúc, chúng sinh này đang khổ đau thì đấy là quả của nghiệp. Mình gặp những cái điều gì mà mình hài lòng, ưa thích, đó là cái quả của cái nghiệp thiện. Mình gặp những cái gì mà mình không hài lòng, không ưa thích, đó là quả của nghiệp bất thiện. Thì một cái người mà thấu rõ được cái quả của nghiệp thì được gọi là thành tựu được cái biện tài về nghĩa. Còn một cái bậc thành tựu được cái biện tài về pháp là trí biết các cái nhân sinh ra quả, có các cái tâm dục giới thiện, tâm dục giới bất thiện, tâm thiền sắc giới, thiền sắc giới, vô sắc giới và các cái tâm thiền siêu thế, thì thành tựu được cái biện tài về
pháp, đó là mình thấy ra được các cái nhân. Có cái nhân thiện thì nó sinh ra quả thiện, nhân bất thiện thì nó sinh ra quả bất thiện. Đấy, mình thấy rõ ra được các cái nhân đó, nó gọi là biện tài về pháp. Tuệ chi về khổ, đó là biện tài về nghĩa. Tuệ chi về tập, đó là biện tài về pháp. Khổ là thấy được danh sắc này, thức danh sắc lục nhập này, xúc thọ này, sinh ra bệnh chết sầu bi khổ yêu nạn, đó là quả. Tuệ chi được vô minh tham ái chấp thủ hành hữu thì đó là thành tựu được biện tài về pháp. Tuệ chi được khổ diệt là biện tài về nghĩa. Tuệ chi được đạo diệt khổ là biện tài, thành tựu biện tài về pháp. Cũng vậy, trí biết về già chết là biện tài về nghĩa, và trí biết về nguyên nhân của già chết là biện tài về pháp. Trí biết về sự chấm dứt già chết là biện tài về nghĩa. Trí biết con đường chấm dứt là thành tựu biện tài về pháp. Trí biết về thức danh sắc lục nhập xúc thọ sinh già chết sầu bi khổ ưu não là biện tài về nghĩa. Trí biết về vô minh tham ái chấp thủ hành hữu là biện tài về pháp. Một vị tỳ kheo biết pháp, nghĩa là một cái vị tỳ kheo mà học kinh, các cái kinh luật luận thì đấy được gọi là vị đó thành tựu biện tài về pháp. Vị ấy hiểu ý nghĩa của những kinh đó thì được gọi là biện tài về nghĩa. Và cái biện tài nữa đó là từ vô ngại biện tài, đó là trí dùng cái ngôn ngữ để diễn đạt về nghĩa và về pháp. Nên là có những cái có thể là mình hiểu nghĩa và hiểu pháp nhưng mà mình không biết dùng cái từ để diễn đạt. Thì cái người đấy cũng không thành tựu, thì cái trí của người đấy không có được thành tựu tốt. Thì có cái người biết dùng từ, đó là những cái ngôn ngữ tự tánh, biết sử dụng cái ngôn ngữ phù hợp khiến cho người nghe đến ngôn ngữ ấy thì hiểu ra cái pháp ấy. Như là bây giờ mình nói đến cái từ tâm thì cái người nghe thì hiểu ra được, đó là cái tâm thức của con người. Nói đến cái từ tham thì người ta hiểu ra được, đó là cái tánh tham của con người. Nhưng mà bây giờ mình dùng một cái từ mà nó không đúng, nên sẽ làm cho người ta hiểu sai. Chỉ cần dùng cái từ nó khác đi một tí là sẽ làm cho cái người nghe người ta sẽ hiểu sai. Thì cái người mà biết cách dùng từ, rồi là dùng những cái câu cú, dùng những cái văn tự để mà trình bày, để mà diễn đạt cho cái người khác có thể hiểu được pháp, cho cái người khác có thể hiểu được nghĩa, thì cái đấy được gọi là từ vô ngại biên tài. Tức là cái người giỏi về ngôn ngữ. Thì cái người mà thành tựu được biện tài về từ thì sẽ rất là nhạy bén đối với cái việc học các ngôn ngữ, từ cái cổ ngữ, sinh ngữ, thì người ta sẽ học một cách nó dễ dàng, thành tựu được từ vô ngại. Và người đấy có thể biết cách dùng từ, dùng câu cú, thì cái này nó cũng thành tựu ra được từ ở cái trí, từ ở cái trí tuệ giác ngộ. Nó có thể thành tựu ra được từ cái pháp, thành tựu về nghĩa, thành tựu về từ vô ngại biện tài. Và cái sự biện tài về trí, biện tài về trí đó chỉ là một cái trí suy xét lại. Một người xét lại bất cứ loại trí nào, trong cái trí trên là đối tượng cho sự hiểu biết của mình, thì sự hiểu biết các loại trí ấy gọi là biện tài về trí. Vì ấy suy xét về trí biện tài về pháp, đó là biện tài về trí. Suy xét về trí biện tài về nghĩa thì đó là biện tài về trí. Suy xét về trí biện tài về từ thì đó cũng là biện tài về trí. Cái người đó quan sát lại các cái trí đó, vì đó biết được cái trí về pháp, biết trí về nghĩa. Một cái trí mà biết các loại trí, đó là biện tài về trí. Và các cái nhân mà nó thành tựu được các cái pháp biện tài này, có những cái nhân mà để nó thành tựu. Thứ nhất là thành tựu đạo quả. Ví dụ như là một người chứng đắc được đạo quả, cái người nào mà ít nhất là phải đắc, có thể là bậc hữu học, có thể là bậc vô học, có cả những bậc ngữ niu nhất đai hoặc là bất đai hoặc là a la hán, cũng có thể thành tựu được cái đạo quả này. Đạo quả về thành tựu biện tài, ví dụ như ngày xưa ngày a la đà cũng thành tựu, khi ngày chứng được sơ quả dự niu, ngày cũng thành tựu được cả cái tứ vô ngại biện tài này. Cho nên là khi mà ngày nghe pháp, ngày hiểu,
Ngài nhớ, cứ nghe bài nào Ngài nhớ được bài đó. Vì ngay cái lúc mình Ngài Ngài chứng được đạo quả, hay là có rất là nhiều nhiều các bậc đệ tử của Đức Phật, có những kể cả những người xuất gia hay tại gia, khi chứng được những cái quả, có thể là chứng được quả A-la-hán, nó đi kèm với cái tứ tuệ, bốn cái tuệ về biện tài. Mà cũng có người chứng được đạo quả nhưng nó không đi kèm với bốn cái quả biện tài, bốn cái trí biện tài. Có thể có những người chứng đến quả A-la-hán mà vẫn không có, nhưng mà có thể có những người mới chứng được sơ quả dự niu đã có được cái trí vô ngại biện tài. Thì cái nhân để mà thành tựu được cái biện tài này, nó lại là do cái người đó đã nỗ lực ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Như cái người đấy có cái sự thiện xảo về lời dạy của Đức Phật, người đó có thể học kinh nhiều hoặc là nắm bắt được cái ý một cách sâu sắc. Cái ý có thể là không thuộc lòng nhưng vẫn nắm bắt được cái ý một cách sâu sắc trong giáo, trong những cái pháp của Đức Phật. Học pháp một cách có chăm chú. Cái người nào mà học pháp một cách có chăm chú hay là lắng nghe pháp một cách chăm chú mà với một cái sự nhiệt tâm, với một cái sự mà hoan hỷ thích thú, hoặc mà nó như đói được ăn, như khát được uống, gọi là cơm thiền sữa pháp, ngày nào không được nghe pháp, ngày nào không được học hỏi pháp thì cảm thấy là như hôm đấy là không được ăn cơm, cảm thấy nó đói pháp còn hơn là đói ăn ấy. Thì cái nhân đấy nó mới là cái sự thành tựu được cái pháp biện tài về sau này. Cái người nào mình thấy pháp nó dửng dưng, mình coi thường, mình không có tận tâm, không chăm chỉ học, không thích thú, ép buộc mới học ấy, thì sau này nó không thành tựu được cái trí vô ngại biện tài. Và mình gặn hỏi những khúc mắc ở trong kinh luận, ví dụ như học kinh có cái gì đó không hiểu, mình phải tìm những cái bậc mà thông thạo kinh điển, mình phải học, mình phải hỏi, mình phải trao đổi, mình phải bàn luận, mình cho ra vấn đề thì nó mới an tâm ấy. Thì cái lúc đấy nó sẽ thành tựu được, nó là cái nhân để thành tựu được cái trí về vô ngại biện tài, hoặc là nỗ lực thực hành thiền tuệ, hoặc là một cái người mà mình nỗ lực thực hành thiền tuệ, nó cũng sẽ là cái nhân để nó thành tựu được cái trí vô ngại biện tài. Đấy là khi mà thực hành thiền tuệ thì nó sẽ đi đến cái sự phát triển trí tuệ, và cái trí tuệ đó đạt đến cái sự viên mãn thì nó giác ngộ các sự thật. Khi mà giác ngộ các sự thật thì nó lại đi kèm với nhiều những cái trí tuệ đặc biệt khác nữa. Đó nó có thể đi kèm với những cái trí tuệ như là trí tuệ giác ngộ các sự thật này, hay là trí tuệ về nục thông, về tam minh, về các cái thắng trí, trí tuệ về biện tài vô ngại. Rồi còn riêng Đức Phật thì còn có cái trí tuệ, đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật thì đi kèm với toàn giác trí nữa. Thì đó là, cũng là từ cái sự mà thực hành về thiền tuệ. Thực hành về thiền tuệ thì càng nhiều, cái người mà nỗ lực thực hành thiền tuệ càng nhiều thì cái trí tuệ nó càng lớn, nó càng rộng lớn. Khi trí tuệ nó rộng lớn thì đến khi nó giác ngộ các sự thật thì nó sẽ đi kèm với những cái trí tuệ đặc biệt khác nữa. Đó là các cái thắng trí, 6 cái thắng trí và 4 cái vô ngại biện tài đó, nó sẽ được đi kèm theo. Nên là cái sự thực hành thiền tuệ nó sẽ không những mà nó có lợi ích, nó là nó có thể giải thoát, mình có thể giải thoát được, mà nó đi kèm với lại các cái năng lực trí tuệ khác đó, thì mình có thể làm lợi ích được cho rất nhiều chúng sinh khác nữa. Thì nó là cái bài về thiền tuệ. Em từ bài 6 bắt đầu mới đi sâu vào phân tích, lần lượt phân tích các cái 16 cái tâm thiền tuệ này. Mọi người hồi hướng. Idame punyam asawa kadam vaham hotu. Idame punyam nibbanasa pajayo
hô tu ma ma punya bhagam sapa satanam pacemi tesabe metamam punya bhagam napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du sa du sa du.